cô lớn tuổi rồi ha. Tại sao vậy, cô không chịu lấy chồng tôi nhờ? Phương châm của em sống là gì? Không cần đàn ông. Mục tiêu sống của em là gì? Ở không cho đàn ông thèm chơi. Đó. Đó. Ờ đúng rồi. Tại vì kén cá chọn canh quá cho nên dì ế đó. Nè không phải sao, cái người mà thích gì mà đẹp trai xíu thì dì nói tình hiểu. Cái người mà hiền lành á thì dì chê cụ lần. Mà cái người mà vừa đẹp trai mà vừa hiền lành á thì chê ta nghèo. Cái gì cũng có lý do hết á. Trời phải ơi. Kiếm cái người nào phải xứng tầm xứng lứa như gì nè, được. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, bây giờ nhắc lại cái chuyện hồi xưa, cái thằng Minh đi, 5 năm trước đó, tại sao không hốt qua đi, đẹp trai giàu có yêu em mà sao không chịu? Ơi cái người này con biết nha. Dì nhớ là đi, nhớ cái chú Minh đó không? Cái anh Minh mà ảnh đi quay phim đó hả? Đó Kiều, công việc ổn định rồi. Anh yêu em, anh yêu em từ ánh mắt đầu tiên khi anh va vào em. Em biết không Kiều? Cái gì vậy? Anh lúc nào cũng dành trọn trái tim cho em cả. Kiều ơi, anh đã đóng đồng ý đó. Đồng ý lấy anh nha. Khoan. Ê, Kiều mày làm cái gì vậy? Mày làm gì như con rắn liêu điêu vậy? Trời rắn gì ở đây chị? Chứ mày làm gì mà uống éo thế ghê vậy? Cái này đó là cái cách mắc cỡ của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi mà còn đồng trinh như em. Trời ơi, thiệt tình. Chị nói gì không ngượng miệng à? Giết mày chết á, mày gới đi. Rồi sao? Mà sao không chịu người ta? Trời ơi, em nói chị nghe nè, thật sự ra thì anh Minh á, anh cũng tốt đó. Nhưng mà ngặt nổi á, cái khúc này mày khúc quan trọng nè. Sao? Chị theo dõi em đi. Anh Minh. Sao em? Em thật sự ra thì em cũng rất là yêu anh. Anh biết mà. Nhưng mà giữa chúng ta có một sự ngăn cách rất là đặc biệt. Mà cái điều đặc biệt đó thì em không thể nào chấp nhận được anh Minh à. Em cứ nói ra cái điều đặc biệt đi, đừng ngại. Thật sự ra thì cái áo anh đang mặc đó, nó đã 5 tháng rồi anh chưa giặt đó anh Minh à. Em không hiểu rồi. Đây là mang cái tính chất là anh là người đàn ông chung thủy. Thôi, ý là mày chê nó ở dơ chứ gì đó. Ở dơ thì mình về mình làm dở nó đi, rồi mình giặt cho nó sạch sẽ, mình làm cho riết nó cũng què đó. Ủa chị, em nói chị nghe nè, em người phụ nữ nữ công gia chánh, em phải đi ngoài đường làm, em đâu phải em lấy chồng về em phải chăm sóc cho chồng. Ông biết tự lo ông chứ, nhưng mà em đã cho ông 3 tháng thử nghiệm thì chiếc áo đó vẫn đúng 3 tháng không giặt. Tại vì sao? Một cái chấm curry em nấu cho ông ăn nè còn uy tín. Cái nó hơi dơ nha má. Trời ơi. Thôi bây giờ dẹp nó qua bên đi. Rồi bây giờ nè, cái thằng mà cầu hôn em đâu? Thằng Hải. Biết luôn, vụ này con biết luôn. Hải nào gì, Hải nào? Hải mà quỳ gối trước nhà gì đó, xin gặp gì đó. Người ta xin gặp 5 phút thôi, đứng gần 5 tiếng hồ không xuất hiện. Má biết gì bận gì không? Bận gì? Bận ngủ. Trời ơi. Tao đi ngủ mà kéo là nghe ro luôn. Cái tiếng nhái của dì mà vang từ nhà dì mà qua tới phòng con mà còn nghe luôn á dì. Em là người phụ nữ không có trái tim, không rung động đến mối tình của người ta. Chị à, chị không ăn ổi thì làm sao chị biết trái ổi của em nó có cái gì vậy chồng? Mà chị nói, để em nói cho chị nghe nè. Sao? Anh Hải thì anh cũng tốt đó. Thì sao nhà vô? Nhưng mà cái nghề của ảnh á, rồi đó mới nhắc tới nghề thôi là em cảm thấy là gợn sống lưng rồi đó. Đó nghề gì? Bán hòm. Trời đất ơi, đã bán hòm mà còn mai táng trọn gối nữa. Trời ơi. Có sao đâu. Em nói chị nghe, có một bữa đó em móc điện thoại lên đấy. Alo, anh Hải hả? Hôm nay em muốn đi chơi, anh lấy xe qua chở em đi chơi nha. Rồi nó nói sao? Ok em, anh qua liền. Còn muốn gì nữa? Quá đàn ông luôn. Nghe tiếp. Sao? Dạ anh ơi, hôm nay á cái khớp em nó bị đau, em không thể nào mà em ngồi khuỵu lại được. Anh có thể lấy chiếc xe nào mà để cho em có thể là duỗi thẳng giò ra được không anh? Nói đây sao? Ok em. Trời đất ơi. Quá dữ. Ga lăng rồi. Anh lấy chiếc xe 16 chỗ chở em liền. Trời rộng rãi thoải mái luôn. Trời ơi, con người thấy vậy mà còn chê gì? Có 2 đứa mà đi xe 16 chỗ. Cái quan trọng là khúc này nè, chiếc xe 16 chỗ lấy hết 16 cái ghế ra, còn đúng cái ghế tài, cái ghế người ta ngồi cầm cái ly hương. Ông làm gắn cái xe rồng, ông qua ông chở em đi ăn. Trời đất ơi, nghỉ đi. Đi cái xe đó gì con nằm lên chắc gọn lắm á ha. Mày nói gì nữa vậy? Trời đất ơi, chuẩn bị kịch ghê luôn vậy ha. Chị nhắm sao thương được. Trời không được đâu. Bây giờ sao? Nhưng mà cuộc đời của em á, dù em không có ai, nhưng em vẫn còn đúng một người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em. Có luôn hả vậy? Có. Yêu thương em. Ôi. Nghe lời em nói cái gì nghe cái đó. Để em về giới thiệu đi. Ngoan quá vậy. Lâm Phúc của em. Da. Con biết nghe gì sẽ nói con mà. Ê, không được nghe. Đây là người đàn ông của chị nghe. Từ hồi ba nó mất tới giờ nghe, nó là người đàn ông để cho chị dựa dẫm nghe. Con trai của chị là của chị, không phải của em. Trời, con của má luôn. Nè,
nó là của em nha, chị đừng giành với em. Không, nha. Của chị nha. Của em. Của nha. Chị. Của chị. Dạ của không. Chị. Dạ chồng của con. Ừ. Bởi ta nói làm đàn ông có chút nhan sắc khổ lắm mọi người ơi. Dạ con xin lỗi con chen vô chuyện của má với dì. Nhưng mà con mục đích con ra đây là con tìm chồng con để mà bàn một cái chuyện quan trọng đó. Nhưng mà giờ chắc con thấy là chồng con có chuyện quan trọng hơn là phải ngồi nói chuyện với má với dì. Dạ vậy, vậy thôi, chắc chuyện mình không cần bàn nữa đâu anh hả? Xin phép má với dì con vô phòng. Ở đâu có, cái chuyện trong phòng quan trọng hơn chứ trời. Cái gì vậy, đang nói chuyện đi, đi đâu vậy? Trời mấy cái chuyện cái... không quan trọng từ từ giải quyết nha. Không. Dì thấy, dì thấy chưa, dì thấy chưa, dì có vợ nó rồi, nó chỉ biết vợ nó thôi. Nó đã bỏ bê của mình rồi. Ôi trời ơi, cái con bé đang hạnh này nó cướp người đàn ông duy nhất của hai chị em mình. Nhưng mà nó là dâu của tôi. Vậy nó cũng là cháu dâu của em. Thì mình phải chịu thua thôi. Kiều. Dạ. Tôi qua tôi vỗ tóc bạc chứ không phải là bát xe. Đừng có rung đùi kiểu đó. Gái đứa. Cái đùi nó quen rồi. Quen cái gì, mình là gái đứa. Phải đàng hoàng chút xíu. Nè, tao nói thiệt á, làm gì làm, mình là phụ nữ cũng phải cần có bờ vai để cho mình nương tựa. Trời ơi, sai, sai lắm nha cô Bảy. Cuộc sống của mình, phụ nữ không cần đàn ông sống mới tốt. Ê, nói nghe nè, sao qua tao nhổ tóc bạc mày tính tiền giờ. Mày có mày nói chuyện thì là mày nói, nhưng mà mày vẫn phải nhổ tóc bạc cho tao. Tính mày đúng vậy lát mà tính giờ tao hả? Hàng xóm nhau tính toán gì, 1 phút, 2 phút. Nói tiếp đi. Con nói là Bảy sai lắm sai. Đàn bà mình sống đừng có cần đàn ông. Trời đất ơi, đàn ông hả? Nè, nói cho Bảy nghe, khi không được mình thì nó ngon, nó ngọt nha. Hả? Tận hả là tặng quà, tặng cáp đủ thứ, mọi thứ hết. Nhổ đi, nhổ đi. Tới chừng hả mà được mình hả rồi hả? Con ông đó, coi như là con ông đã tỏ đường đi lối về rồi đó. Là bỏ mình một cái rụp, đá mình như trái banh lông. Đó, cho nên là cuộc sống của mình không được có đàn ông. Ui da trời ơi, bà nội nghe tôi nhổ tôi tốn tiền nha bà nội. Bà bứt cái kiểu này cắt quyên cái chùm tôi đi luôn quá. Ta hơi bức xúc về chuyện đàn ông mà. Vậy là con hiểu rồi. Có nghĩa là dì Diễm Kiều là kiểu ga dẻ không có cần đàn ông. Nhưng mà thiệt ra là đang bật cái chế độ đi tìm chồng. Thì má nói thiệt với con á, con Kiều là em ruột của má hả? Cái gì má cũng biết hết trơn á, trời ơi, con hiểu không? Dạ. Khổ nổi một cái trời đất ơi. Con Kiều nó muốn kiếm chồng mà má hỏi con, nó kiếm một người chồng á, bây giờ có một người đàn ông sao mà thời buổi này ha, cái gì 100 điểm hoàn hảo tuyệt vời, cái gì cũng nhất, mà má hỏi con thời buổi này làm gì kiếm được một người chồng như vậy, tuyệt chủng rồi. Con biết không, để mà nó làm được cái điều đó đó, trời ơi, nó đã là một cái chuyện rất là hề hước. Chính xác. Cho nên là cuộc sống này á, mình hãy làm cho đàn ông đau khổ trước khi hả là đàn ông làm mình đau khổ. Hay quá ha, bằng cách nào? Trời ơi, cái đó ha là phải hỏi Diễm Kiều, là nghề của Kiều mà. Mình phải thật đẹp lên, mình phải thật là hả sang chảnh lên, làm cho đàn ông chết mê, chết mệt vì mình, sau đó mình đá. Hay quá ha. Không hay. Đó hả, là nghề của Diễm Kiều mà. Đó chính là đàn ông. Vì vậy nên cô phải giống con, sống không cần đàn ông. Má là chị ruột của nó, làm sao má không đi được nỗi lòng của nó. Chỉ có nghĩa là chị của con muốn kiếm một người đàn ông là cao ráo đẹp trai, nghĩa là hoàn mỹ,